Ui, mấy anh cảnh sát điếu nhỉ. À, vẫn còn giữ memo cơ hội hôm qua bảo là cậy cái động cơ mình nhỉ. Từ từ đã, gọi cho một số người đã, liên hệ một tí đã. Đây rồi, ông chú. Alo, Chú nghe, chú nghe. con vào thành phố ở đây chú ơi, đi làm nhỉ? Ra đây chưa? Chú có thư chưa? Sao anh không ai À, có rồi, có rồi. Chú có rồi anh, con cũng có, hình như con cũng có thể lấy được một bức thư nữa này. Nếu lấy được thì càng tốt để cho bay thử. Dạ. Nhưng mà chú kể là bay phải vay được một chiếc xe vừa Dạ. phải. Bởi vì bây giờ bay đúng là nhiệm vụ đó đó. Dạ rồi, ok. Kiếm được một chiếc xe vừa Con phải bình là được. thường con cũng không hay kiếm xe lắm, nhưng mà để hôm nay con thử kiếm một chiếc xe nha. Chú đang ở đâu chú? Quanh Chú chỗ đang ở con bên tiệm đang cắt nhiều tóc người này. quá. Thế chú gửi yên này cho con nha. Mời Đừng kéo anh đừng có ơi. nói chuyện với ai để lộ danh tính nha. Nhớ con liên quan Bay bay bé mày kiếm mình. xe đây nha. Vâng. Trước hết thì con phải đấm hai thằng ôn con này ngoài đường á, hàng này trêu con hơi nhiều chú ạ. Dạ. Có Ok, hai thằng cũng cái gì em vậy này chú? hơi hơi loco chú ạ. Chuyện tiền chưa? Who are Cháu tôi nè. Có chuyện đâu? Dạ, cháu đây. Ơi. Tôi đúng không? Cháu đúng không? Trời ơi, nãy chú đứng bên kia nè. Cái có người đi, cái ông đưa thư, ông đi ngang qua, ông gửi thư cho cháu. Người cháu một bức Như thư thư rồi giờ đánh gửi rồi. Chú, cháu có mượn bay mượn ai không đấy? Người ta gửi thư đòi nợ đấy. Úi dồi, thư đòi nợ ở chú, nhưng mà cháu có nợ ai cái gì đâu. Cháu chỉ nợ mẹ một nàng dâu thôi. À, Còn thế cháu à? không nợ nần ai trong cái thành Ê, phố sao này, hứa với cả chú không luôn. chả biết chú cũng Cái chả biết danh nữa, nhưng trong mà người này ta gửi thư nó là đưa cho anh Phan, bảo anh là cẩn thận. À, cẩn thận là chú. Đâu nội dung bức thư Đấy. nào? Ôi rồi. Vậy hay là biết. Tham lam thật. Ủa, từ đọc luôn ở đây được không Mà làm gì được. Hay là đi cho mu. đánh dấu địa điểm trên bản đồ. Anh trai bị mặt lên mua nước không anh? 052 à? Ô chú ơi. Thế từ từ từ. Nhưng mà bây giờ để chú có con xe nào mà cháu có thể mượn chú được không? Tại vì để di chuyển ra đấy cháu phải có con xe, mà cháu không dùng xe công ty được, xe công ty của cháu thì không thể gọi như là chạy lòng vòng nữa chú. Lỡ có chuyện gì Thế chết cháu có cháu. muốn một con này không? Chú cho Ủa, con này luôn ạ. À? Được chú ơi. Trời ơi tuyệt vời quá. Xe chú đấy. Xe chú ạ. Đồ 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 ngang con này nè. Nhưng mà lỡ có hỏng hóc cháu không tiền trả đâu chú. Không sao, Coi như cháu làm thuê lại cho chú nhá. Rồi ok, cháu cảm ơn chú. Cảm ơn chú nhiều ạ. 5 minutes later. Chú ơi, alo cháu có xe rồi, với cả cháu vừa nhận được một bức thư. Và trong cái bức thư ôi đấy người ta mời cháu đến một địa điểm ở trên bản đồ, đó là địa điểm đúng 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 1052 đúng chú đúng ạ. Bây giờ khoan, chú đang ở 670 683, qua đi. Để cháu qua đón chú nhá, chú đợi cháu tí. Đúng rồi, qua qua đây đi, có hai người rồi. Dạ, ok chú. Nhưng mà trước khi đi chú muốn làm thử quả bom không? Không, mình tập trung cái nào ra cái nấy nào. Cháu nhưng nàng ghi nhớ để hết những cái đồ nào nguy hiểm ở nhà. Để cốp xe được không chú? Chứ doanh nghiệp cháu cũng không có thông tin. Không. Anh Lai vui, em đi di nhậu. Ôi! Chú ơi, có ma! Có ma chú ơi! Gì vậy? Gì vậy? Em đi có khai chuyện trương gì? cây cây. Ma cướp xe của cháu ơi! Trời, chú, để cháu đi lấy lại xe đã. Ok. Thôi con xe nó biến ngay trước mặt cháu nhỉ. Trời không, ơi. Không. Trước khi làm công chuyện mày đừng có dùng đồ gì hết. Cái gì mà ma cướp xe của mày. Không, trời ơi, cháu có chơi đớ đâu chú. Nhưng mà ma cướp xe của cháu thật. Đây chú đợi cháu tí, cháu đi lấy lại xe đó. Cảm ơn chim nhá, cảm ơn chim nhiều. Đây, cháu qua đón chú luôn, 670 đúng không? Thôi chú đợi cháu một tí, chú yên tâm. Cháu Cái gì xoay mà được. Ma cướp đồ vậy? Trời mày ơi, ổn vậy? cháu tỉnh, cháu không chơi gì cả, không chất kích thích. Chú hiểu không? Cháu hứa với chú luôn là ma cướp xe. Chú không hiểu được đâu, lú lắm. Đây đợi Nghe vô lý vậy? chú đợi cháu tí, cháu đi lấy lại xe đã, cháu mượn lại xe đã. Ok, ok. Dạ. Trời ơi, đi làm phi vụ còn vác cá đi theo nữa ông già này. Đi chú ơi. Rồi đây, sao đây xe rồi, đồng, đồng đội hôm nay chú để chú chở. Đồng đội hôm nay có một chị nào xinh thế này hả chú? Đi làm Ôi. việc việc toàn hàng dùng hàng nóng thế này. Lên xe mấy đứa ơi. Chị em đi cùng này. Rồi bây giờ hai đứa xài không? Không bây giờ không, cậu Tôn xài trước. Dạ. Tôn xài cái lá thư còn nói chỉ ở đâu? Dạ 1052 chú ơi. 1052 cũng nghe xa. Dạ. Nhưng mà chú đừng gì nhỉ? Chú chạy từ từ ấy nhá. Khéo bọn công an trong thành phố nó để ý mình chú ạ. Chú chạy cẩn thận thôi. Không, mình đi thì mình không sợ. Vâng. Đó thì lá thư đó thì vẫn vẫn yên ổn mà. Dạ vâng.
lá thư đó không vấn đề gì. Bây giờ á, bay lên bay trả thư thì bay cho con cháu chú CC nó trả thư luôn. Ừ, đây là cái cháu chú CC. CC ạ? Ừ. Wow. Nhưng mà hai người có cùng địa điểm đó. Có được. Hai người cùng được. Thế hả chú? Thế lên để... Thế ví dụ bây giờ lên đấy là trả lễ hay trả gì hả chú? Có cần mình chuẩn bị cái đưa gì đó, lên đến đó thì mình đưa lá thư cho ổng. À. Mình đưa lá thư cho ổng. Cả hai đứa đưa. Hai đứa sau khi đưa xong á, thì ổng sẽ cho mỗi đứa 4 cái xe ban. Rồi. Thì bây mỗi đứa sẽ giữ hai cái thôi. Rồi. Thì hai đứa đưa 4 cái này, mỗi đứa đưa hai cái cho chú giữ giùm. À, chú đớp. Chú đớp 4 cái. À. Đớp. Đúng chú. Là đớp. Chú giữ giùm. Tưởng là bây giờ mỗi đứa lấy 4 cái, chú lấy phí của mỗi đứa 2 cái. Cháu nhầm, cháu nghe nhầm. Chú bay chỉ khẩu vị hoàn hảo thôi, chú bay không có được. Cháu tưởng chú lấy lãi, lấy thuế bọn cháu thế, chết không, người. À, lấy lãi bay làm gì. Lấy được 4 cái, chú giữ 2 rồi. Bay mà cầm 4 cái, bay cậy là cái vấn đề, nếu mất hết thì sao? À dạ, đúng, chú, chính phải. Chị cầm vớt ở nhà chú, cầm đi chạy lấy cái thôi. Ở nhà nhưng mà bay chạy về nhà nữa, hiểu không? Đúng rồi. À, nói chung là bay muốn về nhà cất cũng được, khó bay ghê, ai thèm lấy mấy không, cái xà beng. Đúng rồi, mấy cái xà beng để làm gì đâu, anh chỉ thử chú thôi. Nhưng mà chú ơi, bây giờ là mình có cần thêm một người nữa không chú? Cháu có thằng đệ tử đấy, nhưng mà chú lại không có mối quan hệ tốt với thằng đệ tử của cháu. Nhưng mà chú hứa là hôm nay cháu rủ nó đi thì chú phải hòa thuận đấy nhá. Đây để cháu gọi nó. Chú nó hòa thuận, chú thì hòa thuận được, miễn đừng chơi chú là được. Chú yên tâm, thằng cu em là có vấn đề gì lôm côm mà chú hộ lao chú cho quánh ngay. Alo, đang đâu ấy? Đây đại ca. Đang đâu ấy? Đại ca nói lại đi đại ca, đại ca anh nói nghe không rõ rồi. Đang ở đâu đấy? Where are you? Are you by who? What? And you? Can you say again? Oh! What? Chồng đánh đấm chồng bao tải, what the fuck? Chưa? Mình nói tiếng Việt đi cho dễ hiểu. Đang ở đâu? Đại ca gọi em có việc gì? Đang ở đâu? Đang thiếu một đây. Ai yêu bãi gỗ mà đi. Ai yêu bãi gỗ đằng đầu biểu gì? Rồi bãi gỗ đúng không? Đợi tí tao lên đón. Đi đâu đại ca? Go do some work business. Yeah. Đại ca đi xe máy đây. Four. Four à? Yeah. Mấy chỗ rồi? Four. Four seat. Ok, yeah. Lên đây đi đại ca. Ok, plus one only, ok, có truy người rồi. Yeah. Ok. Thế cái thằng Tùng mõm này nó mới đi học khóa ngoại ngữ ở đâu chú ạ, nó đang chả hiểu cái gì. À, cậu đó đang... Ôi, nó đi học ngoại ngữ hả? À, the you, the bãi gỗ là cái gì chú, dịch tận tiếng Việt hộ cháu được không? Ai the you, the... Trời ơi, thằng không phải anh ơi, mà. Biết sao không, mấy người mới học á là kiểu thích thể hiện rồi đó. Ra vẽ từ đây rồi, biết mình nói tiếng Anh rồi đó. Nhưng mà chú ơi, địa điểm này như nào nhỉ? Không, nó nghĩ đó, mình nghĩ là chú đó đành được. Cháu hình như trong một mơ ngày xưa cháu từng mơ về một bộ phim nó đi ngang qua đây rồi đấy sao? Thì không hiểu. Cái địa điểm đấy nó hơi rúi nhỉ? Không. Hơi ẩu có sao chứ? Không có ẩu. Ảo thật đấy. Đây là ẩu rồi. Thế ví dụ tí chú là người chạy xe, cháu là người cẩy à? Nhưng mà chú có mặt nạ chưa? Ủa? Tha khẩu trang gì chưa? Khoan, mà cậu Tôn sử dụng lá thư coi nó chỉ gì đâu? Nó chỉ đi đấy, nó chỉ ra đây thôi chú. Bây giờ con sử dụng lá thư hả? Cái xe sử dụng lá thư rồi. Ấy, bà mòe sao nó chỉ con ta chỗ khác rồi? Rồi, lên xe, nhanh. 2007. Nhưng chú biết chỗ đó à? Dạ vâng, nó ra chỗ khác rồi chú ạ, nó không phải chỗ này, nó ra 2007 rồi. Ảo thật đấy. Cái thằng cha này á, của mọi người nó sẽ giống nhau, đúng không? Vâng. Nhưng mà một thời gian bay không tới là ông đó ông sẽ chuyển nhà. Tại vì sợ địa điểm cũ bị lộ đúng không chú? À con hiểu rồi. Đúng rồi, ông sẽ chỉ điểm, đó lý do chú chỉ kêu cậu Tôn xài lá thư thôi, chú không có kêu cái xây xài đúng không? Vâng. Thì cất thư đi. Không, lá thư nó không thành đội. Nhưng mà cậu hiểu không, tại vì khi cậu lấy 4 cái xà beng xong á thì cậu chia cho cái si này 2 cái. Rồi. Xong rồi sau khi mà cậy được xong á thì nếu mà cần bán á thì mình sẽ sử dụng lá thư của cái si để mình biết cái ông đó ở đâu. Vâng, chú đợi con tí con nghe điện thoại ạ. Ok. Alo.
sẽ thấy ngoài kia đây ba cô gái như em cũng cần tình yêu, cần được hiểu, cần một chút nuông chiều. The one that let you go, cause now I love you so. Cuộc đời chẳng có gì ý nghĩa khi mà không có anh. Ôi, anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi công tác ở một nơi rất là xa. Hả? Anh đi công tác ở một nơi rất là xa luôn á. Này... Công tác với con nào đúng không? Thì làm gì có con nào đi với ông chú da đen tóc Arturo Vidal này, em biết ông chú đấy không? À, chú em à. Ừ, đấy. Trời ơi, này em cứ yên tâm. Anh đi la cà gì đâu. Nhưng mà còn không biết là hôm nay có được trở về không đây này. Sao tự nhiên hôm nay gọi cho người ta? Trở về, trở về. Ai là yêu thương đấy? Ui dồi, cái gì có lời gì cơ? Yêu thương gửi anh xa nhớ. Trời ơi. Ngày gì mà được rót mật vào tai thế nhở? Em có tỉnh táo không đấy? Ok. Ông đang ở đâu đấy? Đâu có ai? Uống rượu đâu hay là uống thuốc người... gì không đấy? Anh ơi, tụi quần ra đi anh ơi. Trời. Cái gì cơ? Em bảo gì cơ? Muốn làm người bình thường khi yêu. Ừ, nhưng mà anh định thôi. Sóng alo, sóng không nghe được. Alo, anh không nghe được cái gì cả. Thôi tí anh về anh gọi cho em nhá. Em ở nguyên đấy đừng đi đâu cả. Vâng, ok nhá. Anh tí. Trời ơi chị Si ơi, cái gì đây? Trời ơi, nó nghe rồi đúng không? Trời ơi, có xíu thôi mà trai. Wow, mẹ. Người ta hỏi là ai bảo tụt quần anh ra cái kìa. Trời ơi, xin mà. Má treo con à. Úi, thôi mà có mấy con heo cụ tê vậy. Ôi, con mà cười. Cảm ơn chim nhá, cảm ơn chim. Đứng trong chổng kìa. Hay, cậu Tôm hả nhà, cậu Tôm vô nói chuyện với ổng đi. Cậu dạ. Tôm trước đi. Ông này nói tiếng Anh nhỉ? Cái Si vô nói chuyện với ổng luôn đi. Để lấy bốn xà beng luôn cái gì. Xem cửa hàng. Này nào, trong này có phải sử dụng thư không? À, không. G vô ổng. Rồi cái chọn cái mà mới 1.000 á. R và điểm G đúng không chú? Ủa? Đúng rồi. Tôi có rồi. Món đồ này rất thú vị, bạn có muốn sở hữu không? Đúng. Cả hai người đều chọn là có thú vị đi. Ôi dồi ôi, mà ông ấy còn thu tiền con 1.000 nữa. À, con hiểu rồi. Rồi, đi thôi. Vô công chuyện rồi đó. Này, con cất hai cái này ở đây được không chú? À, không, một hồi mất công có vấn đề lắm. Tại vì bay quăng cho okay. Chú á, thì chú vẫn đưa người khác được để người ta cất giùm được. À, thế con chung quy là vẫn mất hai cái. Chú là lấy phí của bọn con hai cái. Được. Không có lấy phí, trời ơi. Này, con hiểu mà, đâu có gì đâu. Không. Trời ơi. Quay làm gì? Mấy hình lấy được bức thư chú đớp hai cái. Không. Chú cũng có mà. Vâng, còn trêu chú thế, tí con đưa. Nhưng mà bây giờ đấy, thì có cần gọi cho cơ hội không chú nhỉ? Chưa, mình cướp thành công. Bây giờ mình đón bạn cậu ở đâu? Dạ, bãi gỗ chú ơi. Bãi gỗ là trên này. Bây giờ này, con trên bãi gỗ cả. Bây giờ nhiệm vụ của hai đứa là làm sao bẻ được cái động cơ đi, đúng không? Thì sau khi bẻ động cơ xong á, thì bây chụp hình cái biển số xe taxi lại. Số của xe cảnh sát lại. Dạ. Chú bảo bẻ xe công ty con này chết dở chú. Hay là chú ý đồ như nào nhỉ? Bày. Con nói thật chú, công ty con dạo này phá sản nhưng mà con vẫn là người ở công ty nhá. Đấy. Bày, không. Chú rủ bay làm gì? Trời ơi, chú đã có ý đồ thì chú đâu cần rủ bay, đúng không? Thì chú... bây giờ á, bay phải chụp hình biển số lại để mà khách hàng của cô hội á, khách hàng á, người ta gọi là người ta xác nhận á, có đúng. Là xe cảnh sát không đúng không? Đúng rồi, tại vì cái thông số ở trên cái động cơ á là nó có cái biển số xe luôn. Dạ. Rồi con hiểu rồi. Đó. Cho nó con hiểu. Đi. Thế tại sao mình không chụp trước chú nhỉ? Tại vì lúc mà cậy xong ấy, mình chỉ chạy phát là mình đi thôi, chứ đúng, lúc đấy là còn giơ iPhone ra để livestream nó chết đúng, người chú ạ. Đúng luôn đấy. Đây con gọi cho thằng đệ con ạ. Dạ. Bây giờ đại bên cứ chở đi đổ xăng luôn rồi mình bắt đầu vô công việc. Alo, đang đâu ấy? Đến rồi nhá. Em đang bay gỗ mà. Ra đi, đến rồi đây. Rồi, ok đại ca. Năng suất lên nhá. Trời ơi, Nimo TV Best Platform Đông Nam Á, let's go baby. Cùng thành đệ khi nào á? Tùng đang đệ tao từ lâu mày. Nếu mà ai có ý định trở thành một streamer hãy đến với platform Nimo TV số 1 Đông Nam Á.
nơi giấc mơ bắt đầu từ đây. Do Dream Start From Here. Hay là mình... Ê, lên xe. Xe xịn thế đại ca. Ừ, tao xe tao xe nhà tao mà. Cái con này đi như dở hơi ý. Mày dở hơi ý. Trời ơi, bây giờ thành phố chưa con ai có xe đúng không? Em xe này còn hơn cái xe mà. Thế em hỏi đại xe ca to nhà mày không? Này, con này nhà em cũng có luôn. Mày điên nhà em có. Đây là con Ram Kia đời mới nhất 2022 Edition chạy bằng xăng full xăng điện tử FGI. Mày bảo mẹ em có tía. Đâu, thì con này xuất xứ từ Ukraine phải không đại ca? Cứt thì con này là xe... Không phải. Zotota là hãng nước nào chú nhỉ? Chú biết không chú? Toyota là Nhật Bản. Gì? Bảy. Bảy? Toyota là... Thế bây giờ... Mỹ! Đây! Mỹ hả? Zotota thì chả là của Nhật Bản à. Rồi mấy đứa xuống xe cho chú đổ xăng cái nhà. Ồ đúng của hãng... dây AV. Đúng. Mẹ chính ra mày nhìn thế thôi mày khôn phết là Tùng nhỉ. Ồ. À, mày gọi là có tri thức đấy. Cậu Tôm vô sang giùm chú đi, chú đổ không được. Đây. Rồi ra đây. Cậu vô xe cái, vô xe. Ra đỡ bài còn đập luôn bình xăng nữa, mau phắc. Ảo thật đấy. Chú là lấy thuế con hơi nhiều. Toyota của Lào ba ơi. Ui dồi ôi, hết ngàn đô ạ, à, mau phắc. Không, cái tiền nó là tiền nhỏ thôi. Cái tiền lớn kìa, cậu biết là có người trả 25.000 cái động cơ xe của cảnh sát trưởng không? Ui dồi, tại sao không trả con? Bây giờ cô hội trả con có 10.000 cho động cơ cảnh sát. Không trả mình 25.000 cho động cơ cảnh sát trưởng. Con vừa tông cảnh sát trưởng, con vừa lấy động cơ luôn như cái tầm này. Đó, mày thấy không? Chú cắn bay là chú nói mày lấy 10.000 rồi đúng không? Ừ ha. Đúng ha. Trời ơi. Không, để con cũng test độ tin tưởng chú. Thực ra con nói thật trong chú với cả chú nhá, trong cái thành phố này nhá, con không tin tưởng chú thì tin tưởng ai, chả lẽ lại tin tưởng thằng này thông mặt trao uy tín thế cả, mặc dù nó là đệ tử của con. Ok à, đại ca nói thế nhưng mà tao nói thật ý, đôi khi mày vẫn còn nhiều thứ làm tao thất vọng lắm Tùng ạ. À, biết một trong những điều đấy là gì không? Là gì? Là hôm nọ tao bảo tao đi đánh bạc hết 20.000, xong mày bảo thư ký mày chuyển tao 10.000. Trả thế tiền trao bút gì cả. Em chuyển rồi nhá, đại ca đừng có điêu. Mà tao check Missy Techcombank của tao có đâu. Này nhá, đại ca đừng có điêu. Em một lần em chuyển cho đại ca 2.000, một lần 5.000, một lần 10.000. Ừ. Thật không đây? Có sổ sách chứng từ gì không? Nữa. Chả có gì sao? Hỏi kế toán em xem. Thế mà bảo 20.000, mày cộng 10, cộng 5, cộng 2 vào xem có nó bằng tiền không? Chú chưa nhận được chìa khóa nha. Ok, thế là hãy đưa cậu Tùng rồi. Tùng mày xem đưa chú chìa khóa chưa? Em có chìa khóa đâu. Đây là chưa đưa, nó ảo á. Chìa khóa nó bị ảo á. Đây chú ơi, được rồi chú. Đi. Đây chú có chìa khóa rồi đấy. Lên xe chi ơi. Là chi hay là si ạ? Si. Kiểu si si à? Đúng rồi. Nên Tây thế, không biết là xuất ngoại từ nước nào nhỉ? Em bao nhiêu tuổi rồi si? Lại hỏi. Ai mà cũng hỏi thế. Tức kìa đại ca, em hỏi hộ đại ca mà. À ừ, thế hỏi hộ tao đi. Nhưng mà nãy si có người yêu chưa si? Si này bóp lắm. Mấy mày hỏi thử đi. Bóp cái gì? Ủa sao lại si này bóp lắm là sao? Là nhỏ bóp lắm. Bóp không? Trời ơi. Đây nha, nãy bóp là bờ OT hay là bóp lắm hả? Bóp kiểu bóp lắm hả? Ừ, bóp ấy. Bờ OP bóp. Bờ bóp cháu nhỉ? Bóp không phải là bóp. Không phải. Gì đây? Cháu lại nghi ngờ là cháu gái chú có một cái gì đấy, hoặc đại ca cháu có một cái gì đấy giấu giếm chú cháu mình. Sao mà nó biết người ta bóp nữa. Trời ơi, nãy là mày có biết Egon B không? Gọi cho tao hỏi anh đang ở đâu. Tao đang nói chuyện với cả Egon B. Đấy. Thì tự nhiên CC thì bảo là anh ơi tụt quần ra. Ui. Nó phải làm nào? Giờ con gái thì người ta tưởng tao đi ở đâu la cà ở đâu. Nhưng mà chú Đôn ạ, theo như là cái phán đoán của cháu từ lại đến giờ nhá, Si không nói một câu nào thì cháu nghĩ là nếu thật sự Si có bảo đại ca cháu tụt quần ra thì cháu nghĩ là khả năng là chắc một là bé quá, hai là ngắn quá. Đấy. Tao là chết cha mày giờ. Si thất vọng. Cái gì đấy? Mày muốn thử không?
Em đoán thế thôi. Mày buồn cười thật đấy. Mày đừng có suy bụng ta ra bụng người. Này phải đệ tử rồi không vậy? Tao tuổi trâu vừa lâu vừa dài. Nói năng với đại ca thế là hơi hỗn đấy nhá. Ai giờ cu em này. Ám bảo hàng đại ca ngắn. Quánh chết cha rồi. Kiểu kiểu gì à, đại chú, ca. Chú để con về dạy dỗ lại ông này. Đoán thế nào mà. Đoán không được. Đoán thì phải đoán chuẩn nào chứ đoán. Ê, sai sự thật thì chết nha. Để tưởng bay sao để tưởng bay biết nhỉ. Cái gì hả chú? Ê. Trời ơi, nó đoán già đoán non đấy thôi. Nó có biết gì đâu chú. Hay là cháu chú lại muốn test với cả cháu. Nó hơi kỳ. Đúng không chú? Chú mới thông tin đó là. Ôi giời, chú biết gì không? Nãy cháu bảo nó đi với chú. Nó còn bảo, nó còn đánh giá thực lực của chú. Nó bảo là nhìn chú là phát biết 3 giây. Này điêu. Chính chú đôn bảo với cháu là chú được 2 giây đúng không? Cái gì? À thế là chú tự nhận luôn. Ôi trời. Ôi chú tự nhận chú được 2 giây mà. Này chú ơi, nhà cháu có mấy lọ xích thố vương ấy, chú có dùng cho người cho. Mình mới đi ngang cái dãy kia. Thì mình nói chuyện với xích thố vương mà có liên quan gì đâu. Chung tập trung. À rồi rồi rồi. Chung tập trung. Lỡ cảnh sát nghe là sao nữa không? Ok. Cảnh sát nghe là bảo thuốc xịn thế. Mình sẽ gọi mình sẽ cúp thề hả? Bây giờ đi đâu hay chú đôi? Trời. Trời ơi. Bây giờ mà mấy còn hỏi là đi đâu? À mày đi cậy xe cảnh sát đó. Tao vừa nhận được một bức thư đi lấy được 4 cái xà beng rồi. Bờ cái nhiệm vụ là đi cậy một cái động cơ của xe cảnh sát về bán bây lại giờ, cho khoan, khách. Bây giờ khoan, mọi người có khẩu trang hết nha. Con có rồi chú ơi, con đang đeo mà. Đâu, nãy chưa? Con thấy rồi, hồi nãy con dùng rồi. Quay còn dư khẩu trang không? Nhà, anh còn cái khẩu trang ấy mà anh mới xịt nước hoa của Mỹ vào ấy, em dùng không? Cơn bệnh. Anh để trong cốp xe ai em lấy em đeo vào phát thơm phức luôn. Mày xịt nước hoa vào khẩu trang ăn cứt à? Có tần rồi. Tần không? Nước hoa này từ nước hoa cánh như chết chưa? Viêm lắm. Sao nãy chú bảo có mà cháu thấy thế nào? Về thành phố thì nó hơi nguy hiểm, đường cao tốc này thì dễ chạy thoát hơn. Mày có tin tưởng là cái tay nghề lái xe chú Đôn không? 2 giây yếu sinh lý không biết có chạy được sao? Mày điên, trên giường 2 giây trên đường trường chú tao chắc phải 2 tiếng chạy đét luôn. Túi nào? Rồi. Người giời, cái tầm này. Ôi giời ơi. Mày em mày dẫn mình đi đâu sao? Chia chi. Chị thấy cái khẩu trang thế đấy thế nào? Em chưa có thấy á. Quá, thế ông nào lấy mất rồi? Ông nào lấy? Chú đang muốn lấy xe nha. Em thì có khẩu trang từ đầu nhá. Cái. Này, anh thật với chi là cái khẩu trang nha. Cái khẩu trang đấy anh phải đi qua, anh đi du lịch bao nhiêu nước anh mới chọn được cái khẩu trang đẹp như thế để anh mua. Mà ông nào lấy mất rồi? Chỉ có ông nào lấy mất. Em có hai nào. Ở đây chỉ có Hoàng là đeo từ đầu chứ thì mình lại nghi ngờ lẫn nhau ở cái không được đâu. Ôi, thế bây giờ có cần phải về bệnh viện lấy khẩu trang không chú? Đây bây giờ không cần bay hạn chế bay phát nghe tiếng động được để cho người ta biết bay lại. Phát nghe tiếng động cho người ta biết mình là ai hả chú? Đừng phát ra tiếng động cho người ta biết nghe. Tưởng chú có thì cái bài cáo nếu như bay nếu như bay đeo mặt nạ vô á là bay có thể nói giọng khác để che giấu danh tính. Dạ. Khẩu trang được không tiện dùng. Nhưng mà khẩu trang bây giờ chưa có thì dùng tạm khẩu trang thôi, đúng không? Dạ. Thế coi như khẩu trang là mặt nạ đúng không chú? Mày không thấy là Superman tháo cái kính ra là biến tiêu. Ây ơi, đâu? Superman mắc dậy à? Superman tháo cái kính ra nghe là mất tiêu luôn. Không đeo khẩu trang rồi, 6 giờ không biết ai dẫu con nào chú. Tí chú cháu mình đi supermarket. Đúng, đó. Mày thấy Batman không? Batman mẹ chùm cái bao vô. Superman! Đó. Thành người ơi. Thật ra thì cháu cũng đấy, chỉ đáng nghe chú Đôn mà không nói thì cháu lại quên mất cái thằng đấy ngày xưa ấy là nó học cùng cháu đấy. Kinh thế cơ. Thằng nào mà, sao? Cái thằng Batman ấy. Sao học cùng một thằng nghiệp phất rồi một thằng thì mày đáy xã hội thế hả Tùng? Thật ra thì chí đại ca lại không biết rồi. Nó là cái câu chuyện nó như này, ngày xưa là em nó học cùng cái trường Harvard ở bên Mỹ ấy. Đấy. Thì là thế đáo là hôm đấy mẹ hai thằng rủ nhau đi đái ban đêm. Đi ra thì lại thấy cái gì nó sáng sáng ở cái bụi cây ấy, thế là em mới vào xem. Thì tự nhiên là có một cái luồng. Chú hỏi bay cái nha, nhưng mà động cơ nào để bay đang ngủ mà xong bay vỗ dai của thằng đó xong mới kêu: "Ê, đi đái chung không?"
ha, thì nghe chuyện cháu không cũng tâm sự thật với chú là cháu sợ ma, nên là nên là cháu phải rủ nó đi đá chung. Thế đi đá chung xong sao nữa? Thế cái luồng gì? Thì là cái luồng ánh sáng nó đẩy em một phát đại ca, em bay đi gọi là 800 km. Đấy. Thế là tự nhiên thằng lúc em quay về là thằng bạn em có siêu năng lực luôn. Thế sao mày không có? Thì em bị bay đi rồi thì em làm sao mà? Ủa không, tao không, mày có, mày bay 800 cây mày vẫn còn sống. Tao biết mày có siêu năng lực gì. Mày có đấy, mày không biết thôi. Mày biết siêu năng lực của mày gì không? Siêu năng lực gì đại ca? Xạo lồ. Sao lại xạo? Đại ca mày cười. Trời ơi. Thì bay 800 cây không chết được đúng. Lừa tao hả? Nhưng mà ít ra mày phải biết bay nhá. Bay 800 cây không chết. Khổ quá, đại ca lại không biết. Gì? Em bay 800 cây chẳng may em lại rơi vào đúng cái vùng biển Thái Bình Dương đấy. Thế này, thế là em may quá cái lúc mà em đi đá em có cầm cái đèn pin đi đấy. Thế là em cứ xoay xoay lên, thế là gặp được thuyền cứu hộ nó cứu em dậy lên, chứ không thì em giờ này chắc cũng ngoạp rồi. Bây giờ là chiến thuật buồn là như vậy. Chúng ta sẽ xem coi dưới hầm của đội cảnh sát có xe hay không. Thì nếu mà có xe thì một người sẽ vô bẻ, hiểu không? Còn người kia sẽ đứng ở cửa hầm để giữ cho cửa hầm luôn luôn mở. Họ dùng mỹ nhân kế được chú ạ. Để chúng ta xuống được. Thì một người phải đứng giữ cửa tại cái cửa hello, mọi người. Lâu, hiểu không? Thì người này vừa bẻ xong á là người kia giữ cửa xong lên xe chung luôn, xong rồi mình phán. Mình có cần đánh lạc hướng cảnh sát không chú? Nếu mà có hả? Có đâu. Không, mình không cần, không cần. Mình không đủ đồ đến lạc hướng. Rồi từ bây giờ tất cả chuyển sang nói chuyện về thằng Bắp này. Về con, anh đi tìm nó. Không có xe máy. Xe máy hả? Sao móp hết cả đít rồi? Xe máy không được, trời xe ơi. Phải chính chủ mới được. Không nghĩ đến bây giờ lên ca công viên lừa. Có đấy mà mai thế giới thế nhở, mình phải lừa họ, có nghĩa là mình phải một người bây giờ CC đi, CC có thể đánh lại hướng cảnh sát không? Dạ, em cứ xuống em mà ra chết người, em cứ xuống em oát mẹo múa méo thôi là cảnh sát nó được sợ không, không? Được để con đúng nghề luôn. Nhưng mà đại ca hôm nay có tự tin không? Nhưng hôm qua đại ca hơi chậm, mày bị điên à tao tin quá còn muốn như nào nữa nha. Trật tự nào qua tao thử thôi. Chú cần con hỏi xem có con có đồng nghiệp ở trong sở cảnh sát, chú cần con hỏi xem là các đơn vị đang đâu chú. Mày mày hỏi vậy là ông ơi tôi ở buổi này đó không. Trời ơi, cái đồng nghiệp của con ở sở cảnh sát này không phải đồng nghiệp mà có mối quan hệ mật thiết lắm, người ta không nghi ngờ con đâu. Người ta có mối quan hệ gọi như là trên tình bạn dưới tình yêu, gian gian díu díu mập mờ đôi lúc hơi nhiều mà. Trời có, chú yên tâm. Không biết là có được, trong thành phố không đó. Con thử nhá. Thử con thử xem nó có không nhá. Ui có luôn chú ạ. Đây chú đây con. Đó nó gọi đi. Alo. Đang đâu ấy? Huế. Đang ở tiệm tóc. Ui giời lại đi tuần à? Hôm nay có đi tuần không? Chuẩn bị đi, tôi đang đi làm đẹp tí mà. Rồi làm cảnh sát đi bắt cướp cũng phải làm đẹp và cho trộm ngắm mà. Đúng rồi, như thế người ta mới vào tù dễ chứ. Ui giời ơi. À, man thật, em còn mỹ sao nhân kế ở tù nữa, thế đi cắt tóc à? Đúng rồi, đang đi phạm tội hay gì? Không, điên à? Ai cũng khen xinh, ừ. Không, tôi chê xấu. À, chê xấu thì tôi gọi làm gì nữa? Không, nhưng mà cái vấn đề là mặc dù mắt thì chê xấu nhưng mà cái, trong tâm trí cũng muốn hỏi thăm, hiểu không? Thôi đừng có lừa dối nhau nữa làm gì. Không, trời ơi, chê thì cứ chê thôi. Thôi chứ tôi lừa dối chị làm gì bao giờ? Anh đừng có mục tiêu đi, tôi anh gọi cho tôi thật. Mục đích gì đấy? Thì tôi gọi cho chị hỏi thăm chị như nào? Chị bây giờ quan tâm tôi đã bảo rồi. Tội à? Tôi đã bảo rồi, hỏi thăm tôi thì anh cứ lên đồn đi, khác hỏi thăm được. Không, tôi không thích thế, bây giờ cứ vào gặp chị tôi đi tù làm gì? Tôi bây giờ tôi thay đổi rồi, tôi là một người đàn ông chân chính, hiểu không? À, thay đổi luôn đấy hả? Ừ. Đấy, nhưng mà rồi, vẫn muốn gặp chị nhưng mà không phải gặp chị lên đồn nhá. Để xem mấy phút nữa vào tù nhá, bây giờ còn 1 tiếng nữa này. À, thách thức à? Hẹn gặp lại ở tù nhá. Cô cẩn thận đấy. Một người ta đi cắt tóc chú ạ. Tức là chứng tỏ là các cảnh sát là bận kiểu xung quanh trên thành phố. Thế thì mình ra tiệm cắt tóc đi đại ca.
Tại không thì em phải tiệm cắt tóc chứ. Đúng. Ra con rất muốn cậy xe của một đồng chí này con có mối thù trăm năm cùng đó, đồng chí Whitewater chú ạ. Chú có biết người con vừa gọi lại không? Cũng thì em có cách gì đấy cả. À sao? Bây giờ em sẽ gọi điện. Em gọi điện cho cảnh sát White. Em báo án. Đấy, em bảo trên này chú. Em phát hiện chú đã trồng cây cảnh. Ừ, được. Để mà mày là thằng bị truy nã vì trồng cây cảnh mà. Em bị truy nã bao giờ? Mẹ sao ra tao? Cây ngang hả? Qua tao mới nghe đâu sao? Đâu, đấy là thằng trong team em, thằng Mr. Dom. Còn trong cái mày chắc không đây? Mày bị truy nã mà mày lên đây báo đéo ai tin đâu. Không có. Thôi mày gọi thử đi. Tao thì hỏi mày trước thôi. Giống như ăn cướp gọi điện thoại báo bị cướp vậy. Đấy mày gọi thử đi, gọi thử đi. Tao nói chung là tao không quý đồng chí lắm. Đang đi đâu nhỉ? Mình có lên đi theo chú. Nấp xuống. Ồ, con bị vẹo, núp như nào rồi. Xe này gì đâu. Xe này phải đồn ra không? Này các bạn đang núp ấn nút nào nhỉ? Đố các bạn biết. Ôi, tiệm cắt tóc nhiều cảnh sát lắm. Có hai cảnh sát trong tiệm cắt tóc nữa. Sao con xe ở đây? X à? Chú nghĩ là chắc là chở chở bớt đồng nghiệp về để thay đồ quá. Không, mình phải xe cảnh sát. Tại vì biết sao? Sợ cảnh sát á, họ có công nghệ rửa sửa xe riêng. Phía trước kìa, thay đồ đấy. Cổng nha. Rồi, cậu Tôn lên làm nha, chú đợi trong xe nha. Nhanh, ai ra đánh lạc hướng đi. Cậu xe vô đánh lạc hướng. Vô đánh lạc hướng, xí. Tôn ơi, tự tin lên, hiểu không? Bốn cây lận nha. Ôi ôi. Kịp không chú? Kịp không chú? Ô, sao người ta không nghe thế à? Nhá. Ôi sao nhanh thế? Ôi god sao nhanh thế? Đéo được rồi. Ôi chú ơi sao nó nhanh thế? Không được rồi. Con hỏng 2 cây rồi. Con hỏng 2 cây rồi chú ơi. Cậu Tùng làm được không? Nó nhanh lắm. Không làm được. Không từ từ con hiểu rồi. Chú đưa chìa khóa ra con. Tại sao nhanh thế nhở? Chưa quen. Ôi dồi ôi. Cúi xuống. Kìa, báo cáo đi, đấy ơi. Báo cáo có một chiếc, có một người ở 699 tìm một áp. Ôi giời ơi. Không sao. Ôi giời ơi. Từ từ. Sao người ta biết nhở? Kêu như thế thì chả biết. Không. Ý tao là... Nó chú còn chưa dùng rồi. Không, lỗi con đấy chú ạ. À. Sao nó nhanh quá. Sao. Con phải thử một lần nữa. Chú còn không? Sao? Con làm lại được. Chú còn. Được chú ơi. Mình phải chạy. Chắc là bị truy nã rồi chú ơi. Chạy đi ra. Ơ thế ấy đâu? Chi đâu? Được. Chi đi chúng xe cảnh sát nhỉ? Nhanh thật. Không, cũng được, như vậy. Không phải, lần con lúc đầu nó là số 4 đúng không? Con mít nhịp đầu đúng không? Con tưởng lần sau nó cũng là số 4, con lại ấn số 4 tiếp. Thế nào chứ? Không sao chú ơi. Giờ để xíu. Hỏi CC đi. Hơi phế chú ạ, vợ con. Lúc này em cảm giác như là đại ca không phải đại ca của em thì phải. Mày lên làm bố tao luôn đi. Thế alo. Chú ơi, xe này phải đi rồi đúng không? Xe bọc đằng sau nha, xe cảnh sát bọc đằng sau đồn nhé. Ừ, đang sau đồn mà. Đấy, bọn con vừa nhìn thấy một xe mà. À, đi cậy xe cảnh sát. Thế bây giờ là chú có cậy được không? Để bọn con đón. Được, không, xe cảnh sát nó bọc đằng sau đồn rồi, bọc đằng sau đồn rồi. Chết rồi, hình như bọn con bị đuổi rồi. Hình như là đang có bọn con đang bị tình nghi chú ạ, nhưng mà chưa đuổi. Xe đông nghi, đề nghị bay á, đi theo bay á, bay cố gắng bay thu hút ánh nhìn của xe nó đi. Ủa dồi, hai xe luôn sao chú ạ? Vụ tài xế nó ra khỏi xe là được. Đang nghi á. Nhưng mà cái vấn đề là... Chú nghi bay á. Vâng, nhưng mà bây giờ
bây giờ bọn con, thế thì bọn con phải xuất hiện đúng không? Bọn con phải câu kéo thời gian đúng không? Thì chú mới cậy được đúng không? Rồi, thế thì bọn con phải gặp chứ bọn con không được trốn. Đây bọn con, để bọn con đi qua lại là nhá. Xong rồi chú phải từ đằng sau nhá. Ok ok. Mẹ em thấy khác, đéo thì mình lên đi tù trông mới cậy nhở. Mẹ em này trông ví dụ mình đã bị nghi bây giờ mình còn ra cho người ta gặp đấy thì có phải là mình đi tù không? Mẹ mình xung phong đi tù trông già ông cậy không? À ông già đây rồi. Đúng rồi. Ông già. Đây, bị đi. Em đây mẹ cơ. Bị đi. Đây em xuống nhá. Ở đây này. Mẹ em xe kia đâu nhở? Mẹ ai hết được đâu. Từ có một con ở ngoài kia kìa. Đấy, thấy không? Mày phải đón ông chú á. Mà không, bây giờ em có cách, đại ca. Mày mày đi thẳng quẹo 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 phải vô cái hẻm này gặp xe cảnh sát luôn á. Quẹo phải vô cái hẻm này gặp xe cảnh sát nha. Chạm nhà một tí xe cảnh sát thôi. Quẹo phải vô cái hẻm đúng không? Ok. Ừ, có bây giờ bên trái của mày đó là bên trái của mày, bên trái mày có cái hẻm á, nhìn vô xe cảnh sát đậu trong hẻm đó đó. Mày mày biết mày đúng không? Bên trái của mày con đúng không? Đúng rồi, mày biết đường cái hẻm đó mà. Ê xe cảnh sát sau lưng mày, xe cảnh sát sau lưng mày nha. Xem lát đang chạy sau lưng mày. Ê mày mày phải vũ cảnh sát này có xe. Rồi, xe cảnh sát đang đi bồng lại nè. Con biết rồi. Xe cảnh sát sau lưng mẹ, sau lưng mẹ. Rồi con thấy rồi, cảnh sát đi đâu ấy? Ơ xe cảnh sát lại về hầm sau rồi chú. Xe cảnh sát lại về hầm sau rồi chú. Chú thấy không? Chú thấy xe cảnh sát về hầm sau không? Thấy, chú thấy nhưng mà bay phải làm sao để dụ. Rồi rồi, ơ có xe đằng sau con này. Đây 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 đây, đây chú ra cho con. Mong phải mong. Đây nhiều xe lắm nha, nhiều xe lắm nha, nhiều là xe lắm, nhiều xe lắm. Nhiều xe lắm chú ơi. Thế con nên chạy, con nên dừng lại nhỉ? Đây chạy 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 chạy. Nhiều xe chú này. Đường là đông gái. Đại ca. Em buồn đái quá. Buồn cái lìm. Buồn buồn phiền thì hết trơn á. Xe này hơi chậm. Con xe này hơi chậm tí mà tự nhiên đừng. Tự nhiên đừng buồn đái. Mình đái cái gì mà buồn đái. Bám chặt vào. Mình đi xa nè. Đại ca có làm được không? Được. Nhìn tao. Xe trơn lắm, một tí là trơn. Con xe này hơi trơn nhưng mà không ra. Con đuổi tới mai. Nằm có một con xe. Được vậy. Xe cảnh sát chạy bao nhiêu nhỉ? Hình như là 200 mấy này cơ. Dạ. Nhanh ở đoạn này thôi, chứ còn bình thường nó chỉ được tầm 170 à. Rồi ôi. Không sao, không sao, không sao. Chuyển hướng, chuyển hướng là dễ. Chuyển hướng. Đấy, mày thấy không, Đôi khi đấy. Đôi khi ấy, nó phải là kỹ thuật mày hiểu không? Tao biết là phải chuyển hướng. Yêu cầu chủ phương tiện dừng xe đi. Trời ơi. Sếp ơi. Cứu em. Cầm mồm, mẹ em lỗ giọng bây giờ. Mẹ em đổi giọng mà. Không thể gọi được rồi. Thoải mái đi, yên tâm, không có gì phải lo hết. Bị em nói gì đâu. Cửa đằng sau có hơi mát không? Gió đang lùa lại cả. Hơi lạnh. Tắt cái điều hòa đi em vậy. Tao nói thật nhá. Là bám chặt vào. Ôi trời ơi. Đừng có xe kìa. Thế à, đại ca biết cái casino này không? Một đoạn đường đi đẹp cực. Thế đấy mà biết. Trường đua chơi luôn. Trường đua luôn à? Ừ, kìa, đại ca nhìn thấy cái vòng tròn trường đua kìa. Đường dây á, đường dây ở chỗ ấy. Đi được, tin tao. Ủa, em vẫn đang tin đại ca đây. Em vẫn đang rất tin đại ca đây. Ôi. Thắng luôn đại ca. Nó một va quệt quá nào. Chặt đầu luôn đồng chí.
con mẹ mà đông quá, trời ơi. Hay đâu đấy đại ca, hay quá đại ca. Tuyệt đối. Tại sao đại ca? Đi. Ôi dồi ôi. Đi con mà đau quá lên rồi. Đừng im, giơ hai tay lên đi. Đông quá không ạ? Đi con mà đông quá, đâu chạy được. Đúng giờ luôn ạ. Đã bắt được đối tượng ạ. Đang mang áp giải lấy xe. Em, con đi vào đúng 9 rưỡi luôn cơ mà. Đông quá, 5-6 xe vào tông đúng. Cụ đi đúng giờ ạ. Uầy, nhưng mà quả chạy đi mà lâu không chạy cảnh sát mà dính phết không ạ. Ok, ở đây ông chị ơi. Ừ, biết rồi. Xe kiểm tra. Chạy đáng lẽ phải bay cơ nhưng mà tôi check trong xe. Nhưng mà cái vấn đề là cái vấn đề là tôi cái xe tôi lúc sau yếu quá, 150, tôi sợ đéo bay được. Hôm mình cũng chỉ bắt chắc mình cũng bảo là mẹ chạy xe gây nguy hiểm cho người dân thôi. Tôi cứ nghĩ là xe tôi khỏe nhanh đi phải chạy cao tốc được, đi phải lúc sau xe cảnh sát nó bít cho 210 nó chạy nó ngán rồi vãi cả lìm. Ừ đúng là chạy đường trường không ăn được xe cảnh sát hay sao ấy, xe này ví dụ chạy ở thành phố rồi được. Đồng quá địt mạng kiểu 1-2 xe ok mạng 6-7 xe. Ở tại tôi không biết chạy. Ôi, ai rồi chẳng phải đi tù cho nó sạch sạch một tí. Đúng không? Đéo ai rồi mà chẳng phải đi tù. Sếp ơi, sếp ơi, em xong ngoại rồi. Đủ mà, mày ăn làm gì đông như thế này. Em ăn đi đâu đông như thế này. Ra plot twist đi tù em này gặp đồng chí Linh. Không chạy pha đó thì anh không quẹo đâu anh à. Không có, dẻo ơi em xuống xe mà. Mà này tôi hỏi tôi ask a question được không? Anh em về đồ. Em đồ trước đã anh này. Không muốn hỏi luôn sao nó đông như vậy? Mấy anh go to the party ở sân đi tiệc hả? Mà sếp cho em qua viện chứ. Đông dữ vậy cả đồ 10 mấy chiếc xe, 6-7 xe đuổi tôi làm gì trời? Đại ca em đi đây đại ca. Đại ca ở lại thanh thản nhé. Đi đông như vậy. You guys got the better work to do hả? Chờ em chạy mượn có xe em chạy xíu thôi mấy đại ca đuổi quá trời luôn. Sao vậy? Chạy nhanh quá làm chi? What you mean là chạy nhanh bro? I step on the gas pedal 180 km/h có gì đâu chạy nhanh, mấy anh chạy 230 cây thì không ai nói gì hết trơn á. Thì khi ra lát về đồ rồi nha. Không, em muốn hỏi là tại sao đồ có like 10 cars nhưng mà mấy chiếc cars là đủ em ơi. Why? Đồ dữ bay. Em có hiểu luôn á. Công ty hôm nay là đủ không đi học gì hết trơn, đủ có 7 xe đéo làm gì đuổi tôi hết rồi. A đủ mấy anh ơi, mấy anh ơi.
cái con police car này của anh nó tẩm cái chất kích thích nào, stimulant nào mà em vừa đi cắn luôn á. Không hiểu luôn á. Thảo tôi hơi yếu, đẩy nó hơi dập. Đù, anh thông cảm. Đù mấy em đi tù mà chưa đi cảnh không mà mấy anh vũ em đi chơi chất thích đúng không? Like, are we gonna do dope or something? Oh hell no. I none of that. Okay? I run the car fast but I do no dope though. Ờ, đồng chí ơi, chúng đưa anh kia lên phải đầu về phòng một anh. Hey, but I'm ngoại quốc, okay? I'm like American Vietnamese, okay? Can you guys send an officer that speak English? Xuống xuống xe để em kéo ra. Kéo ra không được. Đấy xong. Cô. Bạn bạn thằng nó còn dựa vai nữa, vai lộn thật. Áo kia seatbelt ra đi. Yeah, yeah. No seatbelt, no seatbelt officer, no seatbelt. No seatbelt. Chỉ còn mọi em nó dựa vai. Vẫn không ra được. What? Damn. Đủ má cái sếp khỏe dữ vậy. Trời không ra đúng trời. Gì vậy? À là không ra khỏi xe đúng. Oh no 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 shoot me no. Wait. Calm down officer. Đó là chưa có cách nào cả. Calm down officer, no don't shoot me. Nhanh đi bạn, anh ngất rồi kìa. Trời ơi, công dân không bị kéo có được đâu. Trời ơi, trời ơi, sếp ơi, thằng lộn nó bóng á, nó không ngất đâu. Nó giữ vai em nè, nó cà cà vô của em nè. Trời ơi, không có. Thằng này nó thích em á. But he's not straight, you know? Anh hey. Từ ra đây. Giờ sao, officer? Mở cổng thôi cho người ta coi, người ta đã mở rồi mà cũng không được nè, bị gì rồi. Trời ơi, tôi bắn rồi. Anh đang chịu khó chút anh trai. Em bro, what are you gonna do it like that? Hell no. Tôi bắn đi. I done nothing wrong, why you shoot me yo? Ok, cái ông này xuống đây ra. Ông sau để em đưa anh này vô đây à. Mở người ta công an play music. Play instrumental. Con ảo thật đây. Không có, yên tâm. Công an đánh đàn á, lìn thật. Ảo thật đấy, cứ thế mà bắn rồi. Hey officer. Hey. Sao đấy? You the không no greetings hả? No không má cảnh đồng chí không có chào hỏi tôi gì mà cũng xí lục soát tôi ghê vậy. Chưa tôi chưa lục soát tôi nhưng bấm nhầm. Trời đủ. Giờ làm cảnh sát có chuyện nhầm nữa hả? Tôi có lấy đồ gì của anh đâu. Thì ai biết đâu, tôi thấy rờ rờ người tôi thôi, tôi hỏi thôi. Không chào hỏi gì lục soát kỳ ghê ta. Trời ơi lục nữa luôn. Trời. Bro. No. Trời ơi. Trời ơi anh tell me, okay? Tôi bỏ hộ tống. Trời ơi anh là cấp độ gì ở trong cái đồn này vậy? Tôi học viên anh ạ. À, không sao. Ôi học viên không sao hết anh ơi. Ai cũng là start from the bottom, you know. Like, anh nghe bài của Jack chưa? Đó, everyone is start from the bottom. Anh là học viên đúng không? Sau này anh là trưởng cảnh sát đồn với một cái đồng chí mà là have a high experience like you, I think you go far, okay? But now can you tell me the con? A little bit tight in here. No? Sếp ơi. Trời đù má, tay em đau quá sếp ơi, sếp dạ. Nơi lỏng cho em xíu được không? Nơi lỏng em sớm. À, đó. Má sướng quá, rồi xong rồi đúng không sếp? Đi thôi. Không đi đâu hết, anh phải ở đây chứ đi đâu chờ bạn anh về. Trời đù má, cảnh sát anh đồng chí anh you like me what hả? Sao muốn giữ em đây với mình sắp vậy? Anh cứ nó văng tục quá trời. Trời không có, đây là cái style của em là ở bên America, you know. Chứ không em không có chửi sếp nha. Đây là cái kiểu cái style của em á. Chứ còn nói cái style của dạ em mà ngày xưa em làm rapper, I do gang shit over there.
nên là tức là kiểu gang bang you know, like pop bang đạn yeah nên là cái kiểu em nó hơi văng xíu chứ thực sự là em cute lắm sếp. Yeah, dễ thương. À, anh cute dễ thương, anh mượn xe anh chạy vòng vòng đồn quan sát tôi làm gì đấy. Trời ơi, no, bro, I'm just wanna like em chỉ muốn là check out the đồn anh hiểu không? Đâu có làm gì anh đâu. Anh check out, anh yeah. Cái mục đích gì mà anh chạy quanh đồn ấy là anh là hiện tượng này là anh trong cái băng mà nhóm mà muốn trời ơi, không có. I go the sightseeing, em đi ngắm cảnh sếp ơi. Em là mới ở bên America, come back. Em tham quan thành phố xíu mà đâu có gì đâu mà sếp lúc nãy mới thấy mấy sếp đuổi lại tới đây rồi á, anh mới tới đây á, em lo quá. Với cả là em nghe là bảo mới tới đây đúng không? Dạ dạ, em thực ra em tới một thời gian gian rồi nhưng mà chưa có được cái quan sát cái đồn này nó kỹ lắm á, quan sát cái thành phố này kỹ lắm. Với cả là em muốn là em tới đây em nghe bảo là đồn có một đồng chí đẹp lắm, em muốn tới làm quay. Đồng chí đẹp lắm. Yeah yeah yeah, yo, you know what, I like her so much. Her name is so beautiful. Linka 2K4. You know her? Yeah. Know her? No. Chào anh nha. Thế bây giờ bắt đầu luôn nha. Chào anh, tôi là Đạt Vali đến từ sở cảnh sát MCPD. What's your name? Cho tôi hỏi. Tên anh là gì ạ? Chắc mọi người làm lấy. Đạt Vali. Đạt Vali. Yes. Suitcase. Oh. Oh yo, what's up? Anh tên gì đấy? Tôi kiểm tra căn cước công dân. Richard Leonardo Anthony Da Vinci Juan Anton. Tên hơi dài, anh cho tôi thêm căn cước đi ạ. Anh ơi nhưng mà cái vụ kia hơn vụ kia đi. Em nghe này. Không, chị, tôi xử vụ này anh chị này đúng. Dạ, I'm gonna do work with her. Thế bây giờ tôi yêu cầu chị này vào để tôi hỏi công an. Yes. Okay. Yes. I agree. Yeah. Chị gái ơi, vào đây tôi nhờ tí. Chị Linh Oh my god, rồi, why did you cut your hair? Anh nói chuyện với tôi, anh không được nói chuyện với chị ấy, chị nhìn thôi nha. My bad officer, my bad. Đồng chí khi nào phiên dịch tiếng Anh thì gọi tôi vào nha. Yeah. Không, tôi không cần, tôi bắt buộc người ta là phải nói tiếng Việt, đồng chí ạ. Ok. Tôi đang sử nốt của kia đó. Em vẫn nói tiếng Việt với con sếp mà, yeah. Thì anh tên gì đấy? Dạ em không gian dối. Dạ em tên Hoàng Đăng Tôn Richard Anthony Louis Nguyên, yeah. Cho tôi xem căn cước. Dạ hồi em đi đăng ký cái đó tôi có giam giùm đi đồng chí ơi, đang xử. Hồi em đăng ký căn cước á, đăng ký căn cước hay 10 đồng em trả người ta 3 đồng, em nghèo quá nên người ta in mỗi 3 chữ trong cái tên em á. Anh thấy chưa? You see? Cái vậy? Thí dụ 10 đồng nó ghi cả Richard, Anthony, Louis, Da Vinci, Nguyễn. Nhưng mà em có 3 đồng thôi, nó ghi mỗi Hoàng Đăng Tôn và bà mọi hết á. Tôi xem bằng lái xe. Dạ? Bằng lái xe. Bằng lái. Trời ơi, có bằng lái luôn sếp. Em là công dân chuẩn chỉnh mà sếp. Rồi nãy là mấy sếp là gọi là đuổi quá. Em sợ em chạy ơi. Sau tháng 9 năm 2000 không. Trời ơi. Trời, I can explain. Em giải thích được. Ok. Anh giải thích đi. Because the other day I went to the kiểm tra sao vậy? Tôi không nghe tiếng Anh. What? Tôi không hiểu tiếng Anh. Ok. Anh làm ơn nói tiếng Việt. What she the bu bu she er sa she wo lu qi ma zhou shi. Anh rất chi là mệt mỏi anh nhá. Otoke araso Pino. Dạ đi qua tới cái đây à. Anh nói tiếng Việt đi. Làm ơn. Ok. Vietnamese, ok. Vietnamese. Tức là the other day, right? Em là đi renew cái license này. Đúng không? Em đi làm gia hạn, đúng không? Gia hạn. Thì hôm đó là cái bên officer bên anh á là có renew cho em, nhưng mà renew là nhầm hạng mục. Đó. Thì có hẹn em là quay lại trước mùng 6 tháng 10 2022 để gia hạn. Nhưng mà từ đó giờ là vợ em là pregnant, you know, tức là đẻ, là có bầu. Nên là em cứ chạy tới chạy lui the hospital hầu hoài à, nên không có thời gian qua. Mà bây giờ là đúng là em biết là ngày mai là hạn cuối, nhưng mà em cũng chưa có thời gian là em qua renew cái license của em á, anh hiểu không? Đó. Chạy á. Chứ không là em renew rồi. Dạ. Nhưng mà nó là lý do của anh, còn anh vi phạm thì tôi có thể phạt, tại vì cái
thằng lái xe đó nó không có giúp gì cho anh cả, tại vì nó đã hết hạn rồi. Trời ơi, không có, anh có thể hỏi là the sheriff, ok, cảnh sát trưởng. Là cảnh sát trưởng kêu em là có một tháng để renew. Có một tháng luôn. À, ai anh cho tôi biết cái tên được không? Dạ, Willy Sin hả? Dạ. Willy Sin. Yeah, yeah. Vì Willy Sin mà cái anh mà the head with the bald hair, like không có tóc gì hết trơn á. Đó. Là ông Huy Trọng quá hả? Yeah, that's him. Yeah, that's him. Bây giờ ông đâu có ở đây đâu mà hỏi. Vâng ạ. I don't know. Thế để tôi hỏi ship qua tôi nha. Trời ơi, no, don't ask him. No. Được anh ơi. Giờ let me show you, ok? Để nhưng mà giờ tôi hỏi anh nha, anh mượn con xe đó hay là con xe đó của anh đấy? Dạ, coi em là con xe đó em mượn ạ. Con xe mượn. Yeah. Anh điều khiển phương tiện không chính chủ. Trời ơi. Anh chạy lạng lách cho trong thành phố kiểu chiêu chọc cảnh sát. Chú đâu? Nghe hiệu lệnh anh phải chạy. Anh chạy lên cao tốc 5-6 chiếc xe đuổi theo. Anh trời cùng ơi. Va chạm với xe cảnh sát nữa. Oh, trời ơi, I can explain, không có. Lúc mà anh có nhớ cái pha mà anh tông xe cảnh sát là tông xe anh ai không? Anh nhớ mà lúc đó là em bị sảng rồi. Bây giờ em giải thích cho anh nha, tại sao em mà chạy nha. Ok, let me explain. Tức là cái lúc em chạy đúng không? Lúc đó từ bé đến giờ em muốn là người nổi tiếng là key opinion influencer, KOL, something like that, ok? Tức lúc mà thấy là 6-7 chiếc xe đuổi theo em tưởng là paparazzi chạy theo chụp ảnh em không à. Nên em mới chạy, em sướng, em thích cái cảm giác đó quá. Trời ơi, yeah, thích cái cảm giác đó, hiểu the feeling, you know, I like it. Nhưng mà trời ơi, đến mà lúc mà mấy anh tông em đúng không? Thì lúc đấy em mới nhận ra là mẹ, the police, not the paparazzi ấy. Là cảnh sát đuổi em chứ không phải là mấy cái bên nhà báo người ta chụp ảnh. Trời ơi, đó em nhận là police. Là em biết là đù má, chết rồi. Đó, chết em rồi. Đó, thế nó mới chết anh nè. Đó, lúc sau nhận là police là em muốn là xuống xe lắm không? Anh đợi tí nha, sau cái lúc mà anh nói như thế tôi cảm nhận được là anh đang kiểu chơi cái đồ gì đó. Bây giờ tôi kiểm tra, xin phép kiểm tra trạng thái của anh nha. What? Trạng thái gì anh? Anh tỉnh táo mà. Mấy cái mẫu cool. Ơi. I'm good bro. Ok, tôi kiểm tra rồi nhưng mà không có gì xảy ra. Nhưng mà anh bị hoang tưởng ấy. Cảnh sát không có ai, không có nhà báo nào mà bật còi chạy rồi. Mấy cái mẫu ơi. Không trời. Anh như thế cả. Anh hiểu không? Trời ơi. Ôi, cháu tôi có ở đây không? Trời ơi, anh ơi, bây giờ paparazzi nó vừa chạy cầm máy ảnh luôn. Nó vừa cầm radio, nó bật Waiting For You á. Trời ơi, bây giờ là trending lắm. Thì em tưởng cái đèn đó là nó có theo nhạc. Nhưng mà nhạc của bên anh, cái bên báo của anh nó hơi khác xíu. Chứ ai bảo anh là bây giờ paparazzi nó không bật nhạc, nó đi chụp ảnh anh. Trời ơi, có mà. Thôi, nhưng mà giờ thì dù gì tôi cũng bắt được anh về đây rồi. Yeah. Thì thôi, anh I know. Nhận nhé. Anh chịu hóa đơn nhé. Wait. Hey. Wait. Từ anh. Chứ bây giờ anh muốn sao được? Hay là muốn lục soát người? No. Em, I think, em nghĩ là chúng mình nên như này. Anh có hay xem TikTok không? Nếu như mà anh chơi mạng xã hội. Rồi, ok, không cần biết. Nhưng mà nếu như mà anh gặp một phạm nhân, cái mấu chốt ở đây là anh muốn người ta làm gì? Anh muốn người ta thay đổi đúng không? Anh ơi, em được sai chưa anh ơi? Anh muốn người ta thay đổi là chắc chắn sẽ thay đổi for the better, đúng không? Vậy tôi muốn anh chỉ mặt tôi. Anh giúp tôi thay đổi, anh bảo là phái bạn Hồng cùng sửa nhé, xong không ghi hóa đơn gì hết trơn á. Thì thế, đó, không phải, có như vậy thì người ta mới hiểu được là lỗi người ta ở đâu, phải nhẹ nhàng chứ bây giờ viết hóa đơn, trời ơi, đâu. Bây giờ là cứ có tiền là phạm tội được đúng không? Anh mới chịu, anh có hóa đơn mới chịu thay đổi chứ không đúng không? Không, em nói thiệt anh luôn, nếu như em mà là anh đúng không? Em sẽ đi vô nè. Phải bạn Hồng cùng sửa nhé. Đó, em sẽ như vậy luôn. Like that, you know. Đó, xong rồi anh ngồi kể cho em là em sai ở đâu. Xong explain. Xong anh đưa ra hướng giải phép là lần sau em không được có chạy xe như vậy. Anh không được lạng lách như vậy, anh thấy là anh phải dừng lại. Đó thì em mới biết. Đúng không? Nhưng mà bây giờ anh sai hóa đơn. Là anh rồi chứ phải bạn không? Là tôi đặt câu hỏi cho anh à. Sai rõ ràng rồi. Trời ơi, không, anh không đặt câu hỏi. Mà đó là như kiểu là câu hỏi tu từ, you know. Câu hỏi tại vì tôi bắt anh trành tay. Anh Facebook hả? Anh còn bỏ chạy nữa, anh còn No run. I chưa lắc, no for lắc, no run. Trời ơi, không có nhà, không có chạy đâu hết trơn á. No. Ê, đồng chí này bắt đầu được ngay. Trời ơi. Đồng chí ơi, anh này có run không? Có run á. What? No running, I'm standing here. Thấy chưa? Có. Anh không có lỗi, anh còn run.
No running đồng chí ơi, no running officer. Có run. Trời ơi, em báo rồi là em thích cái cảm giác làm key opinion influencers. That's why I cảm giác mà yeah, có nhiều người theo đuổi. Đó giờ hồi bé em năm nay 24 tuổi em chỉ biết là còn không biết nắm tay luôn. Chỉ mới biết làm bạn với cả tay không phải thôi. Nên là cái lúc mà có cái feeling mà nhiều người theo đuổi anh á, nó sướng lắm, nó kiểu nó hơi ửng xíu á. Mà thêm chữ C á. Yeah, you know my feeling. Có người đúng nghiện hút, có người nghiện cờ bạc, có người nghiện ăn, nghiện uống, nghiện kiếm tiền. Em nghĩ nhiều người theo đuổi. Đó, anh phải hiểu cho cái addiction của em. Thì tôi cũng hiểu đấy, tôi cũng là người trong cái cuộc theo đuổi anh mà, tôi theo tôi đuổi anh đấy. Rồi xong anh cũng về đây này, nên là thôi anh chịu quán phạt anh nhé. Có cái hóa đơn anh mới hối lỗi được anh à. Dạ, nhưng mà hóa đơn mình có discount không? Cấp 2, cấp 3 được. No discount. No discount? Trời ơi. Why tại vì anh run. Why no discount? Nếu như lúc đó anh không run thì chúng tôi sẽ có discount, mà anh run thì chúng tôi không discount. Trời ơi, bây giờ em có cúp voucher discount có được không? Em xin chai nước không, rồi. Không voucher ở đây. Đây em đọc phát nha. Bạn chị Linh Khả. Bạn chị Linh Khả. Yeah, you set up, you look up the password có không anh? No, chị Linh Khả. Friends of Linh Khả. Được giảm giá không anh? Ôi, sao nhiều thế hả anh? What? Ơi. Voucher. Đây, no expire, nè. Sao hết hạn? Không có cái voucher nào ở đó cả. What you mean? Đây. Cái voucher hình trọng. Anh em ập vào đồng chí White. Em xin đúng anh? Đúng rồi. À, thế để bảo sẽ quay vào ghi nhé. No. Đây. Đấy, bạn bè mà. Để em kể anh một câu chuyện nhé. Wait, ngày xưa ấy. Don't speak English, like in the past, right? Me and Officer White, good friends, bạn thân, giấc thân. Vậy thằng luôn. Cho đến một hôm là tôi có tell him, tôi có thổ lộ với anh ta trong một lần đi nhậu á, là hey bro, I crush your girlfriend. Đó, từ đó tôi không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Đâu mà. Đó giờ anh ta bắt tôi không à, không có làm gì hết trơn. Đó. Anh nói là tôi. Câu đó là cái gì? Nghĩa là gì? Tôi yêu tiếng Anh. À là nghĩa tôi là tao thích người yêu của mày. Hey! À trời ơi. Đâu. Honor X2 anh ạ. À. No, trời ơi. Cái voucher đó là cái voucher 1 tặng 1 ấy. Sếp ơi, cho em đi ra đi sếp. Không mua voucher này, mua 1 tặng 1 vậy chết em sếp. Dạ. Không có, trời ơi, cho em discount cái được không? Từ nay đến giờ hết 10 phút rồi sếp. Nãy giờ rồi sếp ơi. Khổ quá sếp ơi. Sếp ơi. Thế bây giờ cái hóa đơn của em bao tiền hả sếp? 5.000 thôi. Đù, nhiều dữ vậy? Đùa. Sao nhiều dữ vậy anh? 5.000 là chơi nhân 2 nha, 5.000 là chơi nhân 2 á. Nhưng mà trời ơi, sao cái đồ này up to some freaky shit đi. Em bị chỉ đẻo mà em đùa sếp ơi, em rồi, đi ăn rồi, cơm. Rồi, anh nói được nha. Mà 2.000 nào. Không ai cả, em đi nói chuyện với bạn đấy thôi, chả ai biết. Không bằng lái 3.000 anh nhá. Ôi, thôi. Hay là anh muốn tôi cộng thêm là cái không nghe lệnh cảnh sát anh nhỉ? Từ từ. Sếp ơi. Sếp ơi. Em không muốn gặp lại sếp đâu. Ai ghen dữ vậy? Mở kia em đặng đi. Sao cái vụ này lâu thế à, đồng chí Đạt? Anh này hơi nhiều chuyện ấy. No, không. Chuyện đồng chí ơi. No. Vụ này lâu because I wanna stay with you here longer á. Và đây anh có nói nữa, tôi lục xót anh rồi nhá. No. Anh này bị hai rồi. Đồng chí Linh Kha. Yeah. The more I stay here, the more I like. Bạn này, anh này bảo là bạn thân của sếp. Bơ mù anh. Anh này là không chấp hành đội cảnh sát này, chạy quá tốc độ xong người Wow, calm down. Rồi em đi anh ấy. Xong người ăn đúng không à? Lưu vào tiền án đi được chứ anh. Wait, no. Bỏ chạy nữa. No, chờ. Anh hai tay lên, anh vào tờ cho tôi kiểm tra. Đồng chí đi công tác à? Tại sao đồng chí không kiểm tra lâu thế nhỉ? Có kiểm tra, yes, bắt kiểm tra rồi. Minh xếp vào đấy. No, trời ơi. Cho chủ đồ chưa nghe được báo cáo kiểm tra đấy. Anh giơ hai tay lên, quay vào tờ kiểm tra này. Ủa, ai kêu anh vô vậy? Cái gì, anh này nãy nói gì mà I crush your girlfriend nữa sếp ơi. Nó không có anh ơi. Thế đồng chí crush girlfriend đồng chí liên quan gì? Không, em không nói thế. Girlfriend cũ sếp á. Em không có nói thế sếp ơi. Trời sếp ơi, em không có nói thế, em thề sếp luôn. Không có sếp ơi, no hell no. Này, hạt giống AK 47 này. Dạ. Đâu có. Này. Ấy. Hai cái đó, hai
trộm động cơ. Tôi xếp xe lúc nãy là xe không chính chủ luôn, các đồng chí xả beng tịch thu luôn. Đúng rồi. Nhưng mà xe cảnh sát đang giá. Thế thì phải thêm cái tội điều khiển phương tiện không chính chủ chứ. Đồng chí hiểu không? Yo yo yo. Anh quay. Ok. Wait. Từ. Anh quay ơi. 5.000 không chịu. Anh quay ơi. Vàng mã. Bởi vậy là. No, that's a gift. That's a gift. Ok. No, that's a gift. Trả đây. Sao? Anh lấy quà của tôi. Thế này anh Hoàng An Tôn chứ. Là tôi phát hiện trong người anh là có nhất là chất cấm này. Dạ. Ok, là thì có chất cấm nào súng. À, thuốc súng là gọi là chất cấm ạ. Ta sẽ lý cũng. Thuốc súng là cũng là gọi là rất chất dễ gây cháy nổ. Chúng tôi cũng loại danh mục chất cấm đấy. À, chất gây dangerous chứ không phải là cấm. Không phải là cái chất kích thích đúng không sếp? Thì cũng là trong danh mục. Ok. Anh lúc nãy là cho tôi hỏi là cái xe là anh lấy ở cái cuộc nào? Ok, hôm nay em làm việc với officer này rồi sếp. Sếp hỏi lại ký vậy? Thế các đồng chí lúc nãy như thế mà phạt rồi. Trang người có cái cạnh cửa này. Trời ơi, phạt rồi. Xử lý đi 5.000 làm sao mà đủ chưa? Đủ không 50.000 đây này. Em xử 5.000 rồi, bây giờ sếp thêm đi. Rồi xong rồi nhá, xong rồi. Please. Quay đầu kẻ thù đi sếp ơi. Please, bro. Oh my god, we are good friends, please. Chỉ một tội chính thôi là. Yeah. Beautiful. Chính chủ với cả cái tàng trữ chất cấm nữa. Đã ai phạt tàng trữ chất cấm chưa? Yes, no. Lái xe vượt quá tốc độ với lại không có bảng lái đâu. Yes, no. He already done that. 5,000 plus in the bank, please. 10,000 already. Mr. White, 10,000. Okay. Phạt 5.000 rồi đúng không? Yeah. 10,000 rồi. No. Trời ơi. Thời gian rồi, thải ghi ra đi, xong rồi tôi làm việc cái đồng chí luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng tại vấn đề của anh giải quyết xong rồi nhé. Anh Dev vừa ra ngoài đi, anh Dev ơi. Anh Hoàng Nam Tôn này. Hả? What you call me? Sống ở đây. Okay, anh không muốn đây à? Ok. Nào, anh ra ngoài, cảnh sát người ta. Không, lúc nãy người ta chỉ chạy qua đường cửa. Nó ngại á. Yo. Can I ask you a question though? Ok. What's the guy in the pink hair name? Like what's his name? Lời hứa khác vào tù lấy vào ngay. Mr. Data Botlock. À, Đạt Vali, right? Okay. Đạt Botlock. He's a good friend of mine. Bạn cháu. Anh ơi, Đạt. Oh, my uncle. Sao vậy? Sao mà vậy? Bị ai? Tâm mà hát cán bộ. Cán bộ hãy cho tôi hỏi là cháu tôi nó bị cái gì được không vậy? Tôi đang coi Discovery thì nhận được tin này. Tử hình chú ơi. Tám tội. Cám tội. Anh Tôn ơi. Chú ơi. Baby. Chú ơi. Ai làm gì vậy? Nữa là cán bộ nào ok. Trời đùng. Chú làm gì vậy? Cán bộ này. Cán bộ này. Mr. White lại. Không chịu đâu. Đù mẹ. Cái gì Mr. White làm gì? Cháu gái rồi vậy. Không chịu đâu. Mày đang bằng máy đi Bi ơi. Bi, mày đang bằng máy Bi ơi. Chú ơi. Đang mang váy bia, mình thay cái quần rồi mình lăn bi. Con nhóc ác, ai giật bi mà thích là sẽ quần. Lấy cái quần mang vào. Bây nghĩ sao vậy? Bây nghĩ sao 10 tuổi mà thích 40 tuổi vậy? Người ta còn 3 năm nữa. 40 tuổi chú. Đau lắm. Đau quá. Đâu nhưng mà khoan đã. Bay ra ngoài đường, bay bận cái áo gì vậy? Ủa? Âu tư tình yêu. Bay bận áo gì vậy? Mixer. Straight off the Facebook. Áo local brand mới của bà chị cháu cho một chú. Chú muốn mua không? Trời ơi, sao vậy? Mấy cái áo chú mua cho ba sao không mặc sao mày bằng áo này? Áo này có gì? Ở đâu thế? Trời ơi, bây giờ chú lên Facebook đúng không? Chú nhìn thấy rất nhiều local brand. Nhưng mà nếu mà chú look up like Mixer on Facebook, chú sẽ thấy là cái áo nó có chất lượng là made in Italy mà giá chỉ có là 340.000. Anh trai này, tôi bảo anh trai này, anh trai mà mặc áo này mà ăn đồ ăn của ông. Trời ơi, đù tiền quảng cáo rồi sao á, đang bi ai dở. Đù mé. Hết tiền quảng cáo rồi sao nhỉ. Cẩn dư chú. Bây còn cái kệ không? Đù mé.
sao bị ban 365 ngày sao 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 về bệnh viện giùm mình đi xin nghỉ. Thảo thật đấy. Cảm ơn Phan Thanh ạ. Ôi thật là chắc bằng tiền. Đèn giao thông bây giờ bay được cái được đây. Right. Yeah. Oh shit. Đồ má 12 bro. Nhưng mà mày biết là khi bay cậy đèn giao thông thì người ta gọi là gì không? Là gì chú? Nó gọi người ta oh shit. Vãi shit tao chưa. Mày thấy gì đó. Màu fuck. Tụi mày thấy gì nữa à? Stomach ache chú ơi, đau bụng quá. Trời ơi, ăn cái gì nữa vậy? Trời ơi, ăn uống gì, ăn cẩn thận như vậy. Oh shit, vãi shit đó chú. Về the hospital có mua pills cái chết rồi. Bây giờ nè, chú nói mày nè, bây giờ chú nghe bảo là cây đèn giao thông mình có thể làm gì với cây đèn rồi nè. Làm gì chú? Cả, biết là cả cả khi... chú. Ừ, khi mình làm một thứ đối với cây đèn giao thông thì người ta gọi là gì không? Là gì chú? Mình ta gọi là mình đang right move à. Hả? What you say? Người ta gọi là right move, right xe move. Đâu đi bộ vậy? Right move? Xe. Yeah, right move. What happened? What happened? Why right move là sao chú? Tức là cái move bên phải. Mua nước không anh ơi? Mua nước đúng không? Đúng rồi, là phải đó, mình làm việc phải trái đó. À, làm việc phải trái. Oh, ok, ok. Mày bắt. Hình như là cái gu chú mày nó già. Trời ơi, no like không phải là cái reference của chú là nó old school chứ nó. Nhầm. Con là young blood, we different. Không. We same. Same, you sure? What's chú, poppin'? Chú, muốn đưa chú. Muốn đưa không? Muốn đưa chú. Yo, drive me to the hospital, homie. Hospital. Please. Wait, where you came from, bro? What happened to you? Bro, I just got out of the jail, bro. How? Yeah! Because of your fucking drink! What the fuck? It gave me bad luck, that's why I went to the fucking jail, bruh! What's that mean, shit, bro? Bro, your soda pop sucks ass! No wonder why I go to the jail, bruh! What the fuck? No, man. Where are you? Bác sĩ ơi! Where are you? Hầm ơi! Dạ? Hầm ơi! Em ơi! Cái gì hầm ạ? Em lọt hầm ơi. Lọt hầm ạ? Em vừa đi xuống khám phá dưới này cũng vui phết đây nè. Đường cũng tối, xe cũng không có xe. Để em chạy bộ lên cho từ 5 phút năm lên tới. Dạ rồi. Em bị đau stomach bác sĩ ạ. Bác sĩ cứu em được. Cho em mấy viên thuốc thôi. Bác sĩ đi trong đó đó. Bác sĩ Mỹ ạ? Có các bác sĩ ở trong bệnh viện á, anh cứ vào. Sếp ơi. Dạ. Em thích bác sĩ nữ. Bác sĩ nữ cơ. Không, trong đó có bác sĩ nữ, anh yên tâm. Thật trong nam là em không thế, không thế thì em để em chạy bộ. Dạ. Ok. Dạ chị, come here chị. Đây, đại ca em đây. Anh trai là đại ca của anh này đúng không? Dạ không có. À đấy, anh này được tội phai man đấy nhá. Anh này có phải là đâu? Đại ca của anh đâu. Anh ấy không coi em là đại ca, nhưng em trong ủa? Lòng em lúc nào cũng gọi coi anh ấy là đại ca. Ủa? Rồi, có phải là hai anh vừa đi với nhau ở trên cao tốc, đi qua tốc độ thành phố đúng không nhỉ? Không có, em không biết thằng này nha mấy chị ơi. Don't know him. À yeah, ok anh. Ủa anh này đau bụng của anh, ra mua thuốc đi anh ơi. Ta chạy tốc độ bao nhiêu đấy? Đau quá. Em không có được chạy xe đâu. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, đây đây bác sĩ ơi. Ủa kìa sao đây? Tù má em mất hết bình đâu. Tôi đã bảo là tôi đang sửa điện rồi. Tôi đang sửa điện, các anh cứ đứng vào làm gì đấy. Nó chập chưa, nó chập điện, nó nổ cái đấy. Ôi dồi ôi, chập điện nữa. Còn em tới kiểm tra. Bác sĩ lâu. Tù má. À đây. Where are you? Nói rồi em đang chạy về bệnh viện, anh chờ em xíu đi. Ok. I can wait cả đời cũng được. Ở nhưng mà ở cửa bệnh viện nhá. Ok. Đây đi chú. Ê. Từ từ. Đi ra đây xíu nha. Chú ơi. Không bước xe đạp cậu đâu. Nhưng mà Uncle ơi, Uncle Don ơi. Nhờ chú uy tín mà đưa nha. Uncle Don ơi. Sao vậy? Có cái gì giảm brain không anh Cổ Đôn? Không, chưa cần, không sao. Má, mắt con nó blur quá, nó mờ quá chú ạ. Không cần đưa chìa khóa. Lên xe. Con à? Ok. Đừng để bị hốt lên đồn nha mấy chú. Ok. Không, chú làm gì?
cứ đạp đi, chị tống chị lên là vừa. Không đau bụng cũng không chết được đâu mà. Ô, ai gọi kìa? Ủa sao vậy? Ai vậy? Ê, còn chỗ cho hai người không? Còn chỗ cho hai người không? Đâu? Đây này, để cất xe, cất xe. Ai có thuốc không? Homie. Hả? À? Có thuốc không? Thuốc đau bụng á. Cái gì? Thuốc đau bụng. Aspirin. Thuốc đau bụng hả? Yeah. Thuốc giảm đau à? Thuốc đau bụng là Smecta bác ơi. Yeah, Smecta. Qua đây. Anh Smecta em xíu ấy. Đau bụng quá. Trời ơi, ngoại xe. Oh my god, thank you big bro. Trời ơi. Vô trong xe là xấy được đó. Tuyệt vời quá. Có thể như là phải ăn gì xong rồi uống sao á. À, thôi uống mẹ đi. Một tốt chắc là bây giờ chỉ nói với cảnh sát thôi. Ui sao lại còn nhiều lấy xe máy được. Đi đâu vậy chú Trọng? Bây giờ cậu Tôn lấy một cây trước nè. Má, chạy không được nè, chạy cái này không được nè. Đây, để chạy cho. Không, chạy cái này không được. Chạy không được hả? Ý là có cây chạy được, có cây không hả? Hả? Cái gì vậy? Con chạy thử luôn chú. Được, chú đưa ban cây cho học đồ á. Que. Cho học đồ lấy cái cây chạy, Học đồ trước. Học đồ. Rồi. Rồi, ok, đây đúng chú. Đúng rồi. Right here. Đi. Được không? Ok, để bình tĩnh nha. Không được đâu, nãy thử rồi, không được. Trời ơi. Cây khác, kiếm cây lớn thử, Có cây lớn, cây nhỏ nữa chú. Ê, quay. Tu. Lên đi. Cây nào nữa? Kệ anh trai, kệ giùm em cây cục điện của em nè. Kệ lớn, cây cổ rồi. Dạ, cây lớn nè. Đù má, cây này bự. Xuống đi tôm, xuống tôm, chú với bay xuống thử. Để con chú. What the fuck? Không được. Ủa? Ủa, cái ông gì đâu vậy? Đâu? Ông kia đâu rồi chú? Dở đứa rồi đó. Ông đâu vậy? Không có cậy được chú ơi. Để chú hỏi thần. Cậy được đâu? Ủa, sao bỏ ông kia vậy? Ông đằng sau kìa em. Đấy, đâu? Thần ơi, trời ơi. Nghe nói mấy cây cục điện mình ấy nó được hả thần? Nè, nói nha. Bước xe đi lên thì phải nói nha. Đâu vậy thần? Ok. Wait, no fighting, no fucking fighting ấy. Về bệnh viện. Ông thần cũng làm cho xem. Để học. Làm cho xem luôn hả? Vậy vậy? Đúng rồi. Ghê dữ bay. Một khóa đó nhiều vậy chứ đâu. Không đâu. Em biết chết liền luôn á. Dừng bên đường đi. Ý chế bị dùng mé anh cảnh, chứ chế được. Đâu, chạy đi, để đi chạy xe, cho xe đứng đi mà chú. Ấy, mày cứ dừng lại đi để chú hỏi nghe. Đồ má, mày chạy lâu dữ dài. Alone. Hurry up. Đây. Demo nhá, chỉ làm một lần trong đời thôi đấy nhá. Okay, sir. Nhưng mà cây nào cũng vậy anh ạ. Oh. Đúng rồi, cây nào cũng được. Ủa mà sao cậy được vậy? Sao hồi nãy cậy được đâu? Mình sao bay hết rồi. Cứu đó. Bình tĩnh anh chạm vào bây giờ là nguy hiểm đấy. Nhớ là chỉ làm một lần duy nhất trong đời thôi nhá, không làm lần thứ hai đâu đấy. Cái này mọi người phải đi kiếm nhá. Chúc mọi người may mắn. What you mean? À, đi kiếm cái đồ để mở nó hả thầy? Dụng cụ khác rồi. À,
Anh đang muốn nước anh ơi. Sao? Này, nằm lòng nước đúng không? Nó bị chập điện, tôi quên mất. Này, tôi không nằm lòng nước nó mỗi lòng một lòng. Man fuck this shit. Đúng. Samodo của anh là Samodo nhân 5. Lại KPI bị phiền ạ. Đúng. Samodo nhân 5 bao nhiêu ta? Samodo nhân 5. Hai lớp. Là 350 đó nhé. Cảm ơn nhé. Rồi. But can you do me a favor lần bro? Đầu. Do me a favor bro. Nãy tôi mới bị ổng lừa xong đó. Giờ nằm viện da nè. Cây còn thế nhỏ nhà này lừa người ghê thiệt. Quá em. Thật lừa này. Chị ơi chị bé. Bị thương của chưa đâu hả? Trời ơi, hu thâu đờ thằng moi đi thử cậy cục điện dài chú. Bà moi lần này là chết này. Con xe hả? Trời ơi. Sớm chết có sớm mà phú quý bỏ gì em lấy cái cày thế nhở nằm trên bàn xuống nè sao vậy trời ơi trời ơi chú ơi sao chú lại hỏi ông thằng mo đi cày cục điện dài phi lấy đi phi ơi mấy chú chụp ra coi hình á lợi con chụp lại phi lấy đi phi báo đời vỡ vừa xong mà hưởng thần sớm cây violin thì nè, cho thử quất cái trời ơi chú ơi trời ơi là trời xin là xin good bye cụ à cái này khổ rồi chú ơi không ổn rồi chú ơi không chơi lại rồi chú ơi Discord mà trời ơi là trời ông thần đâu rồi cay vá lồn chú ạ. Ê sau này mình kêu thần thử cái gì mình phải kêu thần bảo an mình trước nha, bảo vệ mình chứ không mà chú ấy bắt đền thần đi. Phải bắt đền nhá. Chứ cái này thầy thần test gọi là tính năng mà thần bắt mình nằm viện là sao. Anh bác sĩ ơi thấy cho doctor. Xong rồi em à. Tí em gửi anh nghìn anh gọi em ông thần về đây được không? Em đang chạy gấp lắm anh ơi. Trời ơi đù mẹ. Quá buồn Pepsi ơi. Ông thần ơi ông lừa em rồi. Hay quá anh ơi anh chọc ơi. Mê nó đổ giá mê à. Bốn thằng bay bốn hướng luôn ghê thật chứ. Kéo hiểu kiểu à, gì thằng chị dơ quá thằng chơi thằng chỉnh bất tử á thật mình nằm im thế này fuck quá buồn chú ạ cày thế nhở giờ sao chú nằm viện hả chú bây giờ mạnh nào nó chịu chứ sao giờ luôn. Ôi đi bác sĩ ơi cứu tôi thôi tốn tiền tốn 1800 để mở màn đầu óc con ạ.